bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Giữa mùa đông lạnh giá, những cây cây trơ trọi bỗng trở nên xinh đẹp bởi lớp tuyết trắng phủ lên như khoác trên mình chiếc áo mới. Bởi ơn điển Chúa, những người từng sống trong tối tăm, tội lỗi đã được khoác chiếc áo trong sạch, công chính bởi đức tin nơi những gì Chúa Giêsu đã làm. Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2022, chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày thân mời quý tín giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Stephen Horter qua chủ đề Tấm áo mới tuyệt vời. Với một số người, tuyết rơi là chuyện bình thường. Nhưng với nhiều người khác, được ngắm tuyết rơi qua cửa sổ là điều gì đó thật tuyệt vời. Một ngày buồn tẻ bất ngờ bỗng chốc biến thành một ngày thú vị, đáng yêu và tươi đẹp. Một cảnh quan buồn tẻ đã được biến thành một cảnh tượng thú vị khi mọi vật được bao phủ bởi tuyết trắng. Những cây cây trơ trọi và tưởng như không có sức sống đã được biến thành những tác phẩm nghệ thuật kỳ diệu khi chúng được trang trí bằng những mảng trắng rực rỡ nổi bật. Cuộc sống của chính chúng ta là như vậy. Giống như những cây cây trơ trọi, dường như vô hồn, chúng ta đã từng chết trong tội lỗi của mình. Kinh Thánh trong Ê-phê-sô chương 2 câu 1 chép rằng chúng ta đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình. Nghĩa là chúng ta bị phân cách với Đức Chúa Trời và Vương quốc Ngài về mặt thuộc linh. Nhưng sau đó, chúng ta được tẩy sạch tội lỗi nhờ đức tin nơi Chúa Giê-xu và được sống lại một đời sống mới. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối và đem chúng ta vào vương quốc của con yêu dấu Ngài. Trong con ấy, chúng ta được sự cứu chuộc là sự tha tội. Côlôse chương 1 câu 13-14. Chúng ta không còn giống như một cái cây trơ trọi chết chóc nữa, nhưng đã được mặc một chiếc áo mới trắng tinh. Chính Chúa đã mặc cho chúng ta chiếc áo vinh quang của người được cứu. Trong danh Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ và trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, anh em đã được thanh tẩy, được thánh hóa và được xưng công chính. Côrintô nhất chương 6 câu 11. Chúng ta đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Không những vậy, cũng giống như chúng ta vui thích đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật mới bên ngoài cửa sổ, thì chính Đức Chúa Trời cũng vui thích khi nhìn vào công việc của Ngài trên đời sống chúng ta. Những người từng thù nghịch cùng Ngài đã được biến đổi kỳ diệu bởi ân điển để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Đó hoàn toàn là công việc của ba ngôi Đức Chúa Trời, chứ không phải bởi sự cố gắng hay nỗ lực của con người. Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào. Ê-phê-sô chương 2, câu 8, câu 9. Chúng ta có thể dâng sự vinh hiển và cảm tạ Đức Chúa Trời về những gì Ngài đã làm trong cuộc sống của chúng ta. Vì tình yêu cao cả của Ngài, Ngài đã không bỏ rơi chúng ta trong tình trạng tối tăm và bơ vơ, trong tình trạng tội lỗi và phân rẽ khỏi Ngài. Thay vào đó, bởi ân điển kỳ diệu, Ngài đã biến đổi chúng ta. Ngài đã ban cho chúng ta quyền đứng trước mặt Ngài và biến chúng ta trở thành một phần của gia đình Ngài. Đức Chúa Trời của chúng ta thật tuyệt vời. Ước ao mỗi chúng ta hãy để cuộc đời biến đổi của mình trở thành lời chứng cho người khác về công việc của Đức Chúa Trời. Mưa tuyết từ trời có thể rơi xuống bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào. Ước ao lời chứng của chúng ta cũng có thể ảnh hưởng đến mọi người, mọi nơi mà chúng ta hiện diện. Nguyện lời nói, hành động của chúng ta có thể làm chứng rằng quyền năng cứu rỗi của Chúa tuôn đổ trên những tấm lòng, trên những cuộc đời, và qua những người đó, sự biến đổi lớn lao của Chúa sẽ được bày tỏ. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì đáng lẽ ra con đã chết mất trong tội lỗi mình, sống cuộc đời vô nghĩa và không có hy vọng, thì quyền năng cứu rỗi của Chúa đã đến trên con. Xin biến đổi con và sử dụng con để bày tỏ vinh quang Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, nếu bạn đã kinh nghiệm ân điển cứu rỗi của Chúa, thì hãy bày tỏ cuộc đời biến đổi của mình cho những người xung quanh được thấy. Hãy để lời nói, việc làm, hành vi, cử chỉ của bạn thể hiện tình yêu thương của Chúa và giúp người khác cũng có thể đón nhận ân điển tuyệt vời trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Hãy
Lạy Giêsu, tôi ước thân hồn nên thánh vẹn tuyền, nguyện Ngài luôn luôn sống trong lòng tôi để cầm quyền, tiêu hủy quân thù đập hình tượng, quét rác xét ngay lòng này, xin Chúa cho chẳng hơn Giêsu vinh hiến, xin từ Ngài ở thiên đàng, hằng nhìn xem bố sức cho đời tôi hiến vẹn toàn, tôi quyết dâng Ngài mọi sự, nguyện chẳng giữ mãi mãi lòng này, xin Chúa cho chẳng hơn Giêsu nhân ái, để điều tôi vẫn khiêm nhường, cầu nguyện nơi chân đấng đinh còn lưu vết to tường, nhân đức tin tôi nhìn vào dòng huyết tây ế đây, lòng này xin Chúa rửa chẳng hơn Quý thính giả thân mến, ban biên tập Quanh Quay Radio thật biết ơn Chúa về cơ hội được đồng hành cùng quý vị học biết lời Chúa qua chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày. Chúng tôi được khích lệ khi biết quý thính giả đã chia sẻ những bài tỉnh nguyện hàng ngày của Quanh Quay cho nhau như một lời làm chứng, một lời an ủi, một lời nâng đỡ khích lệ. Một quý thính giả đã chia sẻ lại bài tỉnh nguyện: có những lúc tôi thật ngã lòng, bị ma quỷ tấn công, thì những bài tỉnh nguyện đã giúp tôi lấy lại thăng bằng và tôi biết mình phải luôn bám vào lời Chúa để vượt qua. Hay là tôi thấy mỗi ngày ấm áp với lời Chúa, gần gũi Chúa, yêu thương mọi người nhiều hơn và thấy được những khuyết điểm của mình. Xin Chúa cho đời sống tôi được thanh tẩy tội lỗi mỗi ngày
để được thánh hóa và được giống Chúa càng hơn. Quý thính giả thân mến, dù ở bất cứ nơi đâu hay đối diện với hoàn cảnh nào thì tin chắc Chúa luôn hiện diện và lời của Ngài sẽ đụng chạm, an ủi, nâng đỡ chúng ta mỗi ngày. Để chương trình tỉnh nguyện hàng ngày tiếp tục được phát triển, ban biên tập rất cần sự cầu thay và đồng hành của quý vị. Nếu quý vị được cảm động muốn chia sẻ và góp phần dâng hiến cho chương trình, xin vui lòng liên hệ qua email chia sẻ@quanquay.vn hoặc gọi trực tiếp đến hotline 0896 164 199. Đừng quên bấm theo dõi kênh và chia sẻ chương trình này cho bạn bè và người thân quý vị nhé. Nguyện Chúa ban cho quý vị một ngày phước hạnh. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.